Phẩm 6 Minh Chú Tịnh Địa. Bấy giờ Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm cùng với bộ chúng vô lượng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, đem các loại hoa hương và tràng phan bảo cái mà hiến cúng, rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có mấy nhân tố được tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là gì? Bạch Đức Thế Tôn, nơi Bồ Đề thì tâm hiện tại không thể có, tâm vị lai không thể có, tâm quá khứ không thể có. Rời Bồ Đề thì tâm Bồ Đề cũng không thể có. Bồ Đề thì không thể diễn tả, tâm cũng phi sắc tướng, phi sự nghiệp, phi tạo tác. Chúng sinh cũng không thể có, cũng không thể biết. Bạch Đức Thế Tôn, cái nghĩa rất sâu xa như vậy của các pháp thì làm sao biết được? Đức Thế Tôn dạy: Thiện nam tử, đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ đề nhiệm màu, sự nghiệp và tạo tác toàn là phi cả. Rời Bồ đề thì tâm Bồ đề cũng không thể có. Bồ đề không thể diễn tả, tâm cũng không thể diễn tả. Phi sắc tướng, phi sự nghiệp, chúng sinh cũng là không thể có. Tại sao? Vì Bồ đề với tâm đều là chân như, năng chứng, sở chứng đều bình đẳng. Nhưng thiện nam tử, không phải không các pháp mà có thấu hiểu. Bồ Tát Đại Sĩ thấu hiểu như vậy thì mới gọi là thông suốt các pháp, là khéo nói về Bồ đề và tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại. Tâm cũng vậy, chúng sinh cũng vậy, và trong đó nhị biên thật không thể có được. Tại sao? Vì các pháp toàn là vô sinh, nên Bồ đề không thể có. Cái tên Bồ đề cũng không thể có. Chúng sinh và cái tên chúng sinh không thể có. Thanh văn và cái tên thanh văn không thể có. Độc giác và cái tên độc giác không thể có. Bồ Tát và cái tên Bồ Tát không thể có. Phật Đà và cái tên Phật Đà không thể có. Tu hành với không phải tu hành không thể có. Cái tên tu hành với không phải tu hành cũng không thể có. Vì không thể có nên trong sự vắng lặng mà được đứng yên, và đó là do công đức mà được. Thiện nam tử, như núi ngọc Tu Di lợi ích tất cả, tâm Bồ đề lợi ích tất cả chúng sinh, đó là nhân tố của sự bố thí ba la mật thứ nhất. Như đại địa giữ mọi sự vật, đó là nhân tố của sự trì giới ba la mật thứ hai. Như sư tử oai sức rất lớn, đi một mình mà không sợ hãi gì, đó là nhân tố của sự nhẫn nhục ba la mật thứ ba. Như tốc lực cực mạnh của gió, dũng cảm và mau chóng, tâm không thoái lui, đó là nhân tố của sự cần sách ba la mật thứ tư. Như lầu đài bằng bảy chất liệu quý, có bốn đường cấp, gió mát thổi đến bốn cửa làm cho thích thú. Kho tàng tịnh lự cũng vậy, thỏa mãn đầy đủ cho mọi sở cầu, đó là nhân tố của sự tịnh lự ba la mật thứ năm. Như vầng thái dương sáng chói rực rỡ, tâm này mau chóng phá tan vô minh ám chướng, đó là nhân tố của sự trí tuệ ba la mật thứ sáu. Như thương trưởng làm cho mọi tâm nguyện thỏa mãn, tâm này vượt được đường hiểm sinh tử, thu hoạch vàng ngọc công đức, đó là nhân tố của sự phương tiện ba la mật thứ bảy. Như vầng trăng tròn sáng, tâm ấy trong sạch đầy đủ đối với mọi đối cảnh, đó là nhân tố của sự thệ nguyện ba la mật thứ tám. Như tổng tư lệnh quân đội của Luân Vương tự do tùy ý, tâm này khéo trang hoàng thế giới, vô số công đức quảng lợi chúng sinh, đó là nhân tố của sự năng lực ba la mật thứ chín. Như không gian và luân vương, tâm này đối với mọi đối cảnh không có chướng ngại, đối với mọi vị trí đều được tự tại, đạt đến địa vị quán đảnh, đó là nhân tố của sự trí giác ba la mật thứ mười. Đó là mười nhân tố của tâm Bồ đề. Mười nhân tố như vậy các người phải tu học.
Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu Bố Thí Ba La Mật: một là tính căn, hai là từ bi, ba là không có tâm lý cầu mong dục vọng, bốn là thu nhận hết thảy chúng sinh, năm là nguyện cầu nhất thế trí. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu Bố Thí Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trì giới Ba La Mật: một là thân miệng ý trong sáng, hai là không làm yếu tố gây ra phiền não cho chúng sinh, ba là đóng cửa đường dữ, mở cửa đường lành, bốn là vượt qua vị trí thanh văn độc giác, năm là hoàn thiện đủ hết mọi công đức. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trì giới Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật: một là dẹp được phiền não tham lam tức giận, hai là không tiếc tính mạng không cầu an, ba là nghĩ đến nghiệp cũ gặp khổ nhẫn được, bốn là vì phát tâm từ bi thành thục thiện căn cho chúng sinh, năm là để được vô sinh pháp nhẫn cực kỳ sâu xa. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu cần sách Ba La Mật: một là không thích sống chung với mọi thứ phiền não, hai là công đức chưa đủ thì không hưởng yên vui, ba là không chán những sự khổ hạnh khó làm, bốn là đem đại từ bi lợi ích chúng sinh, phương tiện thành thục cho tất cả, năm là nguyện cầu vị trí không còn thoái chuyển. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu cần sách Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu tịnh lự Ba La Mật: một là nắm giữ thiện pháp không cho tản mát, hai là thường mong giải thoát không vướng nhị biên, ba là nguyện được thần thông để thành tựu thiện căn cho chúng sinh, bốn là vì làm trong sáng pháp giới trừ khử dơ bẩn của tâm, năm là vì diệt trừ gốc rễ phiền não cho chúng sinh. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu tịnh lự Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí tuệ Ba La Mật: một là phụng sự thân gần mà không chán bỏ đối với chư vị Như Lai Bồ Tát và những bậc minh trí, hai là tâm thường thích nghe mà không biết chán biết đủ đối với diệu pháp sâu xa của chư vị Như Lai, ba là thích khéo phân biệt về thắng trí chân đế và thắng trí tục đế, bốn là cấp tốc diệt trừ tất cả kiến hoặc tu hoặc, năm là tinh thông tất cả năm minh xứ, trong đó có mọi kỹ thuật thế gian. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí tuệ Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu phương tiện Ba La Mật: một là thông suốt hết thảy các dạng ý thích, phiền não và tâm hạnh của chúng sinh, hai là hiểu rõ vô lượng pháp môn đối trị, ba là tự do xuất và nhập định đại từ bi, bốn là nguyện tu hành thành tựu đầy đủ các pháp Ba La Mật, năm là nguyện thấu suốt hết thảy Phật pháp, thu giữ không sót. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu phương tiện Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu thệ nguyện Ba La Mật: một là tâm ở yên được nơi đạo lý các pháp xưa nay bất sinh diệt, phi hữu vô, hai là tách rời dơ bẩn thể hiện trong sáng, tâm ở yên được mà quan sát ý nghĩa cực kỳ nhiệm màu của các pháp, ba là siêu việt tất cả ý tưởng, tâm ở yên được nơi chân như của tâm không thi vi, không chuyển biến, không dị biệt, không dao động, bốn là vì muốn lợi ích cho chúng sinh nên tâm ở yên được nơi tục đế, năm là tâm ở yên được nơi sự song hành của chỉ quán. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu thệ nguyện Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu năng lực Ba La Mật: một là đem năng lực của chánh trí mà thấu triệt tâm hạnh thiện ác của chúng sinh, hai là làm cho chúng sinh hội nhập diệu pháp cực kỳ sâu xa, ba là biết rõ chính xác chúng sinh tùy nghiệp mà sinh tử luân hồi, bốn là đem năng lực của chánh trí
mà phân biệt biết rành ba loại căn tánh của chúng sinh. Năm là do trí lực mà thuyết pháp hợp lý cho chúng sinh, làm cho họ gieo trồng thiện căn, thành thục và giải thoát. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ, thành tựu năng lực Ba La Mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí giác Ba La Mật. Một là phân biệt thiện ác đối với các pháp. Hai là rời xa pháp đen mà thu nhận pháp trắng. Ba là không chán sinh tử, không ưa niết bàn. Bốn là đầy đủ phước đức và trí tuệ mà đạt đến vị trí cứu cánh. Năm là tiếp nhận sự quán đảnh siêu việt, thực hiện mọi pháp bất cộng và trí nhất thế trí của chư vị Như Lai. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí giác Ba La Mật. Thiện nam tử, Ba La Mật nghĩa là gì? Tu tập đạt được lợi ích siêu việt là nghĩa Ba La Mật. Hoàn hảo tuệ giác vô lượng, vĩ đại và rất sâu là nghĩa Ba La Mật. Tâm không chấp trước pháp tu hành với pháp không phải tu hành là nghĩa Ba La Mật. Tỉnh ngộ chính xác và quan sát chính xác tội lỗi của sinh tử với công đức của Niết Bàn là nghĩa Ba La Mật. Người ngu, người trí thu nhận tất cả là nghĩa Ba La Mật. Hoặc hiện diệu pháp đủ hết các dạng quý báu nhiệm màu là nghĩa Ba La Mật. Đầy đủ trí tuệ, vô ngại giải thoát là nghĩa Ba La Mật. Phân biệt chính xác pháp giới và chúng sinh giới là nghĩa Ba La Mật. Bố thí cho đến trí giác đều làm cho đạt đến vị trí bất thoái chuyển là nghĩa Ba La Mật. Hoàn thiện được vô sinh pháp nhẫn là nghĩa Ba La Mật. Làm cho chúng sinh thành tục thiện căn công đức là nghĩa Ba La Mật. Nơi tuệ giác vô thượng Bồ Đề thành tựu được tất cả các pháp bất cộng của chư vị Như Lai là nghĩa Ba La Mật. Sinh tử với Niết Bàn rõ ràng bất nhị là nghĩa Ba La Mật. Cứu vớt tất cả là nghĩa Ba La Mật. Ngoại đạo chất vấn, khéo giải thích cho họ phục tùng là nghĩa Ba La Mật. Chuyển được pháp luân đủ cả 12 hành tướng là nghĩa Ba La Mật. Không vướng mắc, không quan điểm, không hệ lụy là nghĩa Ba La Mật. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ nhất thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là vô số kho báu trong đại thiên thế giới đều tràn đầy. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ hai thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là đại thiên thế giới đất bằng như bàn tay, với vô số vẻ đẹp của các loại ngọc quý và những đồ trang sức. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ ba thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là bản thân hùng mạnh, áo giáp và vũ khí uy nghiêm, làm cho mọi kẻ thù nghịch đều khuất phục. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ tư thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là có gió bốn hướng đưa những loại hoa tuyệt diệu đến rải đầy mặt đất. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ năm thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là có những bảo nữ tuyệt diệu trang sức những chuỗi ngọc và những hoa miệng. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ sáu thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là có hồ thất bảo lớn với đường cấp bốn phía, cát vàng rải khắp, sạch sẽ không dơ. Nước tám đặc tính quý tràn đầy trong hồ, các loại hoa sen mọc lên thích hợp vị trí. Và nơi hồ đầy hoa sen này dạo đi thích thú, mát mẻ bậc nhất. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ bảy thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là trước mặt Bồ Tát có những kẻ đáng đọa địa ngục, nhưng vì năng lực của Bồ Tát mà không đọa nữa, không thương tổn, không sợ hãi. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ tám thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là hai bên thân mình có sư tử chúa hộ vệ, các loại thú vật đều khiếp sợ. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ chín thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là làm luân vương
với vô số người bao quanh phụng sự. Trên đỉnh có bảo cái trắng, được trang hoàng bởi vô số ngọc quý. Thiện nam tử, Bồ Tát Địa thứ 10, thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là thân thể Như Lai, màu vàng rực rỡ, đủ cả vô số ánh sáng trong suốt, với vô số phạn vương bao quanh cung kính hiến cúng, chuyển đẩy pháp luân nhiệm màu và tối thượng. Thiện nam tử, tại sao địa thứ nhất tên là Hoan Hỷ, cho đến địa thứ 10 tên là Pháp Vân? Thiện nam tử, địa thứ nhất là đầu tiên chứng được tâm trí siêu việt thế gian, xưa chưa được mà nay mới được, đại dụng tùy nguyện mà thành tụ cả, sinh ra nỗi vui mừng cùng cực, nên địa thứ nhất tên là Hoan Hỷ. Lỗi lầm phạm giới nhỏ nhiệm nhất đều sạch sẽ cả, nên địa thứ hai tên là Vô Cấu. Vô số ánh sáng của trí tuệ và chánh định đều không thể bị khuynh động, không thể làm cho khuất phục, lấy tổng trì nghe nhớ làm căn bản, nên địa thứ ba tên là Minh. Đem lửa trí tuệ đốt các phiền não, tăng thêm ánh sáng, tu hành giác phần, nên địa thứ tư tên là Diệm. Tu hành phương tiện nên thắng trí tự tại, đó là điều rất khó có. Kiến hoặc, tu hoặc khó dẹp mà dẹp được, nên địa thứ năm tên là Nan Thắng. Rất mực tỏ rõ về sự liên tục của các hành, vô tướng tư duy hiện hành tất cả, nên địa thứ sáu tên là Hiện Tiền. Vô tướng tư duy đã vô lậu và liên tục, giải thoát và tam muội đều tu hành đã xa, sự trong sáng không có chướng ngại, nên địa thứ bảy tên là Viễn Hành. Vô tướng tư duy đã tu tự tại, mọi phiền não không thể khuynh động, nên địa thứ tám tên là Bất Động. Thuyết pháp đủ mọi dạng thức sai biệt mà được tự tại cả, không có hệ lụy, tăng trưởng trí tuệ đến tự tại vô ngại, nên địa thứ chín tên là Thiện Tuệ. Pháp thân như không gian, trí tuệ như mây lớn, bủa che khắp cả, nên địa thứ 10 tên là Pháp Vân. Thiện nam tử, vô minh chấp trước ngã pháp, vô minh sợ hãi đường dữ, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ nhất. Vô minh phạm giới nhỏ nhiệm, vô minh phát khởi hành nghiệp, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ hai. Vô minh say đắm được cái chưa được, vô minh chướng ngại cho tổng trì thù thắng, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ ba. Vô minh say đắm sự vui thích thiền định, vô minh say đắm diệu pháp trong sáng, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ tư. Vô minh muốn bỏ sinh tử, vô minh mong đến niết bàn, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ năm. Vô minh quán sát các hành lưu chuyển, vô minh hiện hành thô tướng, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ sáu. Vô minh tế tướng hiện hành, vô minh tác ý, ưa thích vô tướng, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ bảy. Vô minh vô tướng quán có dụng công, vô minh chấp tướng tự tại, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ tám. Vô minh chưa khéo léo về ý nghĩa và ngữ văn, vô minh chưa tự do về hùng biện, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ chín. Vô minh chưa tự tại về đại thần thông, vô minh chưa thấu triệt về tối vi mật, hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ 10. Vô minh về sở tri chướng nhỏ nhất, vô minh về phiền não chướng nhỏ nhất, hai thứ vô minh này chướng ngại cho Phật địa. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ trong địa thứ nhất tu hành thí ba la mật, trong địa thứ hai tu hành giới ba la mật, trong địa thứ ba tu hành nhẫn ba la mật, trong địa thứ tư tu hành cần ba la mật, trong địa thứ năm tu hành định ba la mật, trong địa thứ sáu tu hành tuệ ba la mật, trong địa thứ bảy tu hành phương tiện ba la mật, trong địa thứ tám tu hành nguyện ba la mật,
trong địa thứ 9 tu hành lực ba la mật, trong địa thứ 10 tu hành trí ba la mật. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ địa thứ nhất phát tâm thì tu định sinh ra vàng ngọc tuyệt diệu, địa thứ hai phát tâm thì tu định sinh ra cái vui khả ái, địa thứ ba phát tâm thì tu định sinh ra sự khó lay động, địa thứ tư phát tâm thì tu định sinh ra sự không thoái chuyển, địa thứ năm phát tâm thì tu định sinh ra bông hoa ngọc ngà, địa thứ sáu phát tâm thì tu định sinh ra ánh sáng thái dương, địa thứ bảy phát tâm thì tu định sinh ra thỏa nguyện như ý, địa thứ tám phát tâm thì tu định sinh ra hiện tiền chứng ngộ, địa thứ chín phát tâm thì tu định sinh ra kho tàng trí tuệ, địa thứ 10 phát tâm thì tu định sinh ra tinh tiến dũng mãnh. Thiện nam tử, như thế ấy là 10 sự phát tâm tu định của Bồ Tát đại sĩ. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ nhất được minh chú tên là Dựa Sức Công Đức. Minh chú này do hơn một hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ nhất. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như cọp, sói, sư tử, các ác thú khác, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng ngại như vậy, không quên nhớ đến địa thứ nhất. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, vani mantra te, tuhu tuhu tuhu, yava swaya, avabhasati, yava chantra, chukuti, tavata, rasa mangchanda, Pariharam Guru Soha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ hai được minh chú tên là Khéo Sống Yên Vui. Minh chú này do hơn hai hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ hai. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ hai. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha untali, siri siri untali, tăng năng chăng tu untali, huru huru soha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ ba được minh chú tên là Sức Mạnh Khó Thắng. Minh chú này do hơn ba hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ ba. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ ba. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, tăng ta ki bâu ta ki karati câu ra ti kê yuri tăng ti li xua ha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ tư được minh chú tên là Sự Ích Lợi Lớn. Minh chú này do hơn bốn hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ tư. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ tư. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, Shiri Shiri Damini Damini Darii Sidariniri Shirini Vichara Pachi Pachina Pandamite Soha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ năm được minh chú tên là Công Đức Trang Nghiêm. Minh chú này do hơn năm hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ năm.
Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ năm. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, Hari Harini, Chari Charini, Karamani, Samramani, Sapsuni, Chambani, Sitovani, Mohani, Sichabuhe Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ sáu, được minh chú tên là Trí Giác Viên Mãn. Minh chú này do hơn 6 hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ sáu. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ sáu. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, Vitori, Vitorim, Arini, Marini, Kiri, Kiri, Vitohanti, Ruru, Ruru, Churu, Churu, Duava, Duruva, Shasa, Shakcha, Varisa, Swati, Satva, Satvanam, Siddhi, Yantu, Maya, Mantra, Padani, Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ bảy, được minh chú tên là Thắng Hạnh của Pháp. Minh chú này do hơn 7 hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ bảy. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ bảy. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, Chaha Chaharu, Chaha Chaharu, Viduke Viduke, Amrita Khani, Sri Shani, Vairu Chani, Vairu Chike, Varu Vati, Vidi Bike, Bandin, Varini, Amritike, Bahu Chacha, Bahu Chadu Soha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ 8 được minh chú tên là Kho Tàng Vô Tận. Minh chú này do hơn 8 hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ 8. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ 8. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, Shiri Shiri, Shirini Mite Mite, Kari Kari, Heru Heru Heru, Churu Churu, Vanyani Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ 9, được minh chú tên là Pháp Môn Vô Lượng. Minh chú này do hơn 9 hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ 9. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ 9. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha, Hari Chandarike, Kulama Bate, Torisi, Bata Batasi, Siri Siri, Kasiri Kapi Siri, Swati Sava, Swatanang Soha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ 10, được minh chú tên là Phá Núi Kim Cương. Minh chú với những câu và chữ cát tường đưa đến vị trí quán đảnh như thế này là do hơn 10 hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ 10. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm thứ chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ 10. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tát gia tha,
Siddhi Susiddhi Mocchani Mocchani Vimukti Amale Bimale Niyamale Mogale Hirangyagabe Ratnagabe Samantabare Savante Sitani Manasi Ambuti Antibuti Achare Virase Anti Amrita Achare Virase Brahme Brahmane Puani Purana Navachate Shoha. Vào lúc bấy giờ, Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết những minh chú bất khả tư nghị như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, dùng những lời chỉnh cú mà tán dương Ngài. Con kính lạy đấng không thể ví dụ, và kính lạy Pháp ly tướng sâu xa. Chúng sinh bỏ mất cái biết chính xác, chỉ Đức Thế Tôn mới cứu vớt được. Mắt tuệ sáng tỏ của Đức Thế Tôn thì không thấy có một pháp tướng nào, nhưng Ngài lại dùng mắt pháp chính xác chiếu soi khắp cả bất khả tư nghị. Không hề thấy có một pháp sinh ra, không hề thấy có một pháp diệt mất. Do sự nhìn thấy bình đẳng như vậy mà được đạt đến vị trí vô thượng, không hề phá hoại đối với sinh tử, không hề trú ở đối với niết bàn. Vì không vướng mắc nhị biên như vậy nên Đức Thế Tôn thật chứng niết bàn. Đối với thanh tịnh, đối với tạp nhiễm thì Đức Thế Tôn biết là nhất vị. Vì không phân biệt các pháp như vậy nên Đức Thế Tôn được tối thanh tịnh. Thân không biên cương của Đức Thế Tôn không hề nói đến một chữ nào cả. Thế mới làm cho các chúng đệ tử được sung mãn cả nước mưa chánh pháp. Đức Thế Tôn nhìn thì tướng chúng sinh, tất cả chủng loại đều là không cả. Thế nhưng đối với những người khổ não, Ngài thường nổi dậy mọi sự cứu hộ. Khổ não yên vui thường còn vô thường, hữu ngã vô ngã, những quan điểm ấy không là đồng nhất, cũng không dị biệt, không là phát sinh, cũng không diệt mất. Những nghĩa như vậy thật nhiều, rất nhiều. Chỉ do nói phô mà có sai biệt. Ví như tiếng vang dội từ hang trống, chỉ Đức Thế Tôn thấu rõ như vậy. Thể tánh các pháp vốn không phân biệt, vì thế không có các thừa khác nhau. Nhưng vì cứu độ cho bao chúng sinh, Thế Tôn phân ra nói có tam thừa. Đại tự tại Phạn Thiên Vương lúc ấy cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, kinh ánh sáng hoàng kim này hiếm có, khó lường. Phần đầu, phần giữa, phần cuối đều khéo léo, văn và nghĩa đều trọn vẹn, hoàn thành được toàn bộ Phật Pháp. Ai thọ trì thì thế là người ấy báo đáp ơn đức của chư vị Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy thiện nam tử đúng như vậy, đúng như ông nói. Thiện nam tử, những ai được nghe kinh này thì toàn là những người không còn thoái chuyển vô thượng bồ đề. Vì sao thiện nam tử? Vì những người ấy năng lực thành thục được thiện căn thù thắng của Bồ Tát ở địa vị không còn thoái chuyển. Kinh này là ấn tín bậc nhất của Phật Pháp, là vua của các kinh, nên phải lắng nghe, tiếp nhận, ghi nhớ, cứu xét, tụng thuộc. Vì sao thiện nam tử? Vì nếu ai chưa gieo trồng thiện căn, chưa thành thục thiện căn, chưa thân cận chư vị Như Lai, thì không thể lắng nghe diệu pháp như vậy. Nên thiện nam hay thiện nữ nào lắng nghe được thì diệt trừ nghiệp chướng, thực hiện thanh tịnh, thường được nhìn thấy chư vị Như Lai, không rời xa các ngài và những bậc thiện tri thức, những bậc thắng hạnh, thường nghe diệu pháp, đứng vững nơi vị trí không còn thoái chuyển, đạt được các pháp tổng trì thù thắng bất tận bất giảm, là tổng trì hải ấn, xuất sinh công đức vi diệu, tổng trì thông suốt tâm ý và ngôn ngữ của chúng sinh,
Tổng trì Thái Dương tròn đầy phát xuất ánh sáng không gợn bẩn. Tổng trì Vầng Trăng tròn đầy phát xuất ánh sáng. Tổng trì dẹp được mê hoặc mà diễn ra dòng nước công đức. Tổng trì phá nát núi Kim Cương. Tổng trì nói về kho tàng duyên khởi là nghĩa lý không thể diễn nói. Tổng trì thông suốt nguyên tắc và âm thanh của ngôn ngữ chân thật. Tổng trì không gian trong sáng làm ấn tín của tâm. Tổng trì Phật thân vô biên biến thể khắp cả. Thiện nam tử, thành tựu được các pháp tổng trì bất tận bất giảm như vậy, thì vị Bồ Tát đại sĩ này năng lực hóa hiện được Phật thân khắp trong 10 phương quốc độ, diễn nói chánh pháp vô thượng đủ mọi dạng thức. Đối với chân như của các pháp thì không chuyển, không trụ, không đến, không đi, thành thục thiện căn cho chúng sinh mà không thấy một chúng sinh nào là người được thành thục. Diễn nói các hành mà chính trong ngôn ngữ vẫn không chuyển, không trụ, không đi, không đến. Chính nơi sinh diệt mà chứng bất sinh diệt. Tại sao nói các hành không có đi đến? Vì thể tánh các pháp không có dị biệt. Khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp thoại này, thì 30.000 Bồ Tát đại sĩ được vô sinh pháp nhẫn, vô số Bồ Tát không còn thoái chuyển tâm Bồ Đề, vô số bí sô và bí sô ni được sự trong sáng của mắt pháp, vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề và Đức Thế Tôn nói lời chỉnh cú sau đây. Thắng pháp ngược được dòng nước sinh tử, cùng cực nhiệm màu khó mà thấy được. Chúng sinh đuôi mù, tham ái che khuất, do không thấy được nên chịu khổ não. Bấy giờ cả đại hội đều đứng dậy, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, cùng thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chỗ nào giảng nói đọc tụng kinh ánh sáng hoàng kim này, thì chúng con đến đó để làm thính giả. Chúng con làm cho vị pháp sư tuyên thuyết kinh này được lợi ích, được yên vui, được không chướng ngại, thân thể và tâm ý đều thư thái. Chúng con thường tận tâm hiến cúng vị pháp sư ấy. Chúng con cũng làm cho những người nghe kinh này được yên ổn, vui thích, làm cho quốc gia của họ cư trú không oán thù, không giặc giả, không kinh hoàng, không ách nạn, không đói khát, không tất cả cái khổ như vậy. Và cho dân chúng thì đông đảo thịnh vượng. Chỗ tuyên thuyết kinh này, chúng con làm cho thành nơi đạo tràng. Chư thiên, nhân loại, loài khác, không ai nên dẫm đạp lên đó với sự dơ bẩn. Vì sao? Vì chỗ tuyên thuyết kinh này, tức là bảo tháp tôn thờ Đức Thế Tôn, hãy hiến cúng bằng hoa hương, bằng lọng dù, bằng lụa. Và chúng con thường bảo vệ chỗ ấy, không cho suy tổn. Đức Thế Tôn dạy đại hội, chư thiện nam thiện nữ, các người nên siêng năng tu tập bản kinh nhiệm màu này, thì thế là chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế giới này. Tạm ngừng ở đây. Hồi hướng cho chư chân sư và chánh pháp được trường tồn trên đất này, cho việc làm vì chúng sinh của chư vị luôn được suôn sẻ chóng vánh, cho quốc thái dân an, khắp nơi trên cõi thế đều thoát nạn chiến tranh, bạo động, thiên tai, tật dịch, đói kém, cho mọi người được bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cát tường. Nguyện Bồ Đề tâm vô vàn trân quý, nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh, nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển, vĩnh viễn tăng trưởng, không bao giờ ngừng. Nam mô
Nam mô.